Chào các bạn trên màn hình, các bạn đang quan sát đây là nhóm các bác thợ đang tiến hành làm sắt để đổ một cái cầu Bắc Qua Mương. Đây cái một cái cầu với diện tích chiều dài là 11 m, chiều ngang là 3,5 m. À, ngang 3 m không? Và chiều ngang là 3 m. Đây là các bác thợ đây đang đi quy trình đi sắt, đây là sắt 2 lớp. Đây đang dàn một lớp sắt nữa lên đây. Chuẩn bị đi 2 lớp sắt luôn. Cái gì đấy ông, là được ở trong nhà ông cứ nằm ngửa ông ngâm cứu số, cháu có được sướng như ông đâu. Lâu lắm rồi tao không thấy bài viết nào của mày à. Hả? Cũng lâu lắm không thấy bài viết nào của mày trên Facebook á hả? Chán rồi, không chơi Facebook rồi. Này làm trốn rầm à? Hả? Cái này làm trốn rầm có lắm, cái xe 4 chỗ vào đây thì cơ mà việc cái gì mà phải dăm. Ngày xưa ông ấy đổ tấm bê tông dày dài chiều ngang là 60 phân mà ông đi được có 4 cái sắt 6 mà chả hỏng. Hả? Đổ năm 2000 chiều ngang là 60 phân mà đi được có 4 cái sắt 6. Tính là vào đi 60 mà đi được 4 cái là đi 45, 60, 15 phân một cái. Giờ chơi này tăng cường sắt thì sắt phi 10. Đi là đi hàng đôi như này thì có mà. À, cái này là đan theo thể tự do đấy đúng không? Dạ? Hai lớp à ông? À. Cháu tưởng đan theo thể tự do.